dân mạng nhắn nhủ Hennie hãy đến Hollywood thành người mẫu chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dưới bài phỏng vấn Hennie của BBC, hàng trăm cư dân mạng quốc tế đã để lại bình luận khen ngợi người đẹp Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 12, Hennie đã khiến khán giả Việt Nam vỡ òa khi được xướng tên vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Dù người đẹp ED không thể giành ngôi vị cao nhất, nhưng những gì mà cô đạt được tại đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới vẫn khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi tự hào. Mới đây, BBC Thái Lan còn thực hiện riêng một bài phỏng vấn người đẹp Việt Nam với tiêu đề Hennie, Hoa hậu Việt Nam từ bản làng xa xôi đến top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, trong đó kể lại câu chuyện truyền cảm hứng đầy xúc động của cuộc đời Hennie và dành những lời có cánh để viết về cô. Sau khi được đăng tải, bài phỏng vấn nhanh chóng gây bão mạng xã hội, trở thành một trong những bài viết ăn khách nhất của BBC Thái Lan trong thời gian gần đây. Hiện tại, bài viết này đã sở hữu hơn 23.000 lượt yêu thích, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự yêu mến dành cho Hennie. Họ cho rằng người đẹp ED không chỉ xinh đẹp ở diện mạo bên ngoài mà còn tỏa sáng ở vẻ đẹp bên trong. Ở bên ngoài, cô ấy đã đẹp, nhưng bên trong cô ấy còn đẹp hơn. Ngôi vị hoa hậu chỉ có ý nghĩa khi cô ấy dùng danh hiệu của mình giúp xã hội thay đổi. Nếu nói về vẻ đẹp nội tâm thì cô ấy chính là người đẹp nhất trong top 5. Cô ấy đã dành toàn bộ số tiền thưởng từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để xây dựng ngôi làng của cô ấy. Hành động này thực sự đáng ngưỡng mộ. Cô ấy quả là rất xinh đẹp. Liên tiếp những lời khen được gửi tới Hennie. Trong khi đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hennie không thể lọt vào top 3. Nếu tiếng Anh của cô ấy mà tốt hơn thì cô có thể đạt Á hậu một rồi, một netizen bình luận. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đánh giá cao khả năng trình diễn của Hennie. Tôi đã ở khán đài khi xem cô ấy trình diễn, cô ấy thật sự tự nhiên và đầy tự tin. Tôi yêu cô ấy và cổ vũ cho cô ấy trong suốt cuộc thi. Thậm chí với khả năng catwalk nổi trội của mình, Hennie còn được gợi ý nên tới Hollywood để phát triển sự nghiệp người mẫu. Cô ấy có thể đi xa hơn đấy, hãy đến Hollywood và trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, một cư dân mạng viết. Ngoài ra, tờ CNN của Mỹ cũng dành hẳn một bài viết cho Hennie với tựa đề Hoa hậu của Việt Nam tiếp tục chinh phục người dân Philippines với vẻ ngoài mạnh mẽ, câu chuyện đầy nghị lực. Có thể nói, Hennie đang giành được rất nhiều tình cảm của báo chí và bạn bè quốc tế. Thậm chí hiện tại, cô còn được quan tâm và yêu mến hơn cả Katrina Gray, người đẹp Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.